Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ có một cái hướng dẫn cho các anh chị em làm dịch vụ cho một số gia đình đang có người thân qua đời mà có cái di sản chưa tiến hành cái thủ tục khai nhận di sản, và cũng là câu trả lời cho một cái bạn nào đó nói rằng là chị ơi, ba em chết rồi mà bây giờ em không biết làm thế nào để làm tiến hành cái thủ tục sang tên từ ba em mà qua cho tên những người nhà trong gia đình. Thì hôm nay luật sư trong chương trình Dân ta phải biết luật ta hướng dẫn quý vị và các bạn những chuẩn bị giấy tờ khai nhận di sản thừa kế. Trong cái video lần này thì tôi sẽ hướng dẫn thật kỹ, và nếu như trong trường hợp các anh chị nghe mà vẫn chưa hiểu thì chúng ta sẽ nghe đi nghe lại làm rất là nhiều lần. Giả thuyết đặt ra vấn đề rằng ông bố có lớn tuổi chết, chết già đó, thì đây là tài sản do một mình ông định đoạt. Thì cái quy trình khai nhận, đây là một gia đình của người ta có một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này thôi. Thì chúng ta sẽ đi từng cái vấn đề. Thứ nhất thì sau khi đặt giả thuyết, vấn đề đặt ra là như thế này nữa. Ông bố, ông có hai người con. Ông bố, ông có hai người con nha, quý vị và các bạn. Thì tùy theo những cái trường hợp cụ thể thì chúng ta có thể bổ sung thêm và bổ sung thêm nữa nha. Thì ông bố này, ông chết vào lúc khoảng chừng 80 tuổi. Thì ông để lại một cái tài sản này. Đây là tài sản chung vợ chồng của ông và bà. Thì họ có hai con chung, và ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại đều mất. Thì bây giờ giấy tờ chúng ta cần chuẩn bị cái gì? Thứ nhất là tôi cho rằng là chúng ta cần, đối với cái hai người con của ông á, thì chúng ta sẽ chuẩn bị, thứ nhất là chúng ta phải chuẩn bị về những cái giấy tờ liên quan tới nhân thân. Thì theo cái hộ tịch á, thì những giấy tờ liên quan đến nhân thân thì chúng ta phải có những cái giấy tờ liên quan. Ví dụ trên cái giấy này đứng tên là ông Nguyễn Văn A các bạn ha, thì mình sẽ xác định này, tài sản này là tài sản chung của ba và mẹ. Thì mình sẽ có một cái giấy chứng tử của ông Nguyễn Văn A và bà vợ của ông Nguyễn Văn A, bố và mẹ. Ở trong đó thì sau khi có cái giấy chứng tử của ông Nguyễn Văn A và giấy chứng tử của ông, của bà vợ là bà Nguyễn Thị B chẳng hạn, thì chúng ta đặt đó là hai cái chứng tử để thể hiện rằng nguyên một cái khối tài sản này là của A và B. Sau khi chúng ta có được cái thông tin đó rồi thì chúng ta sẽ đi tiếp về xác định hàng thừa kế. Hàng thừa kế của ông A và bà B thì thứ nhất là chúng ta xem coi ông A, ông nội, bà nội đó còn sống hay không. Nếu ông nội, bà nội chết trước thì chúng ta sẽ làm một cái tờ trình và đưa ra cái giấy chứng tử của ông nội, bà nội. Còn nếu như trong trường hợp ông nội và bà nội chết trước, lúc đó chúng ta không rõ, thì chúng ta làm một cái tờ tường trình. Và trong trường hợp đối với ba thì chúng ta làm như vậy rồi, đúng không? A ta làm vậy rồi, đối với bà B chúng ta cũng làm như vậy luôn. Ông ngoại, bà ngoại chết, nếu trong trường hợp chết trước bà B thì chúng ta sẽ lấy cái giấy chứng tử. Còn nếu như trong trường hợp không có thì chúng ta làm một cái cam kết. Các bạn nhớ nha, như vậy xác định rõ di sản của A và B tại thời điểm này, tại thời điểm khai nhận di sản thừa kế thì gồm có hai người con. Vậy thì hai người con X và Y này sẽ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền gồm có hai cái giấy khai sinh. Trong hai cái giấy khai sinh này phải có rõ là X này là con của ông A và bà B, Y sẽ là con của ông A và bà B. Đó là chúng ta khai nhận, chúng ta cung cấp cho
cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mà đặc biệt là phòng công chứng, cái quá trình khai nhận di sản thừa kế các bạn ạ. Như vậy thì xin nhắc lại những cái giấy tờ về hộ tịch để bổ sung cho phòng công chứng gồm có giấy chứng tử của ông bà nội, giấy chứng tử của ông bà ngoại, chứng tử của ba, giấy chứng tử của má, giấy khai sinh của anh chị em ruột của X và Y. Như vậy là đã đủ. Tuy nhiên rằng để cho phòng công chứng toát lên được cái hàng thừa kế trong trường hợp này là gồm bao nhiêu người, thì chúng ta có một cái tờ giấy gọi là tờ tường trình quan hệ nhân thân. Trong đó chúng ta xác định các cái hàng thừa kế trong trường hợp này gồm có hai đồng thừa kế là X và Y, là con của ông A và bà B mà thôi. Qua cái vấn đề thứ hai, sau khi cung cấp cho phòng công chứng được toàn bộ cái nội dung là giấy khai sinh nè, giấy chứng tử nè, còn nữa, nếu ông A và bà B là vợ chồng thì cũng phải cung cấp cả cái giấy kết hôn nữa nha. Sau khi cung cấp đầy đủ rồi thì chúng ta sẽ cung cấp về cái giấy tờ về di sản. Thì giấy tờ về di sản thì chúng ta sẽ cung cấp thêm thôi. Thứ nhất là di sản, trong trường hợp này có một cái tài sản duy nhất. Di sản gồm có giấy bản chính với chứng nhận quyền sử dụng đất hết ạ. Thưa quý vị và các bạn, với ước mong là hướng dẫn cho quý vị và các bạn trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, biết những cái quy trình, những cái giấy tờ chuẩn bị để khai nhận di sản thừa kế, để sang tên từ của ba và mẹ đã chết sang tên của người con, sang tên của người đồng thừa kế như thế nào, thì chắc chắn từ từ tôi sẽ phân tích cho quý vị và các bạn thêm nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Dân ta phải biết luật ta. Chào các bạn.